Điểm số 11-9, cũng khá căng thẳng đấy chứ. Ôi, cầu thủ cầu rất ảo diệu. Hai nhịp rất nỗ lực. Chút. Không thể vào được. Vẫn còn. Tay vợt đến từ Hàn Quốc có vẻ họ rất hiểu với nhau. Cái lúc này cầm quay. Vẫn còn nhỉ, hay quá nhỉ. Đúng là trận đấu đáng được mong chờ. Ok, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream hôm nay là trận đấu giữa Hàn Quốc và đội tuyển Hàn Quốc. Park Yeon-seong và Kim Dak-gak đối đầu với cặp đôi từ Indonesia đã sắp diễn ra. Ok, trận đấu bắt đầu rồi. Tiếp tục là một pha cầu trong sân, một khởi đầu hoàn toàn rất hoàn hảo của cặp đôi Indo. Khi này là rất nhiều người đang mong chờ trận đấu này và hãy rất nỗ lực ra nhanh lên ra đánh rồi bắt lưới được một phát to, cầu vẫn trong sân. Một pha thủ cầu lỗi hạt giống số 1, em không để ý anh ạ. Chúng ta có thể lên đấy để xem. Vâng, thủ cầu rất mềm dẻo. Cảm giác thủ rất nhẹ nhàng. Thủ rất super serial. Rất bình tĩnh. Không còn nữa rồi. Một điểm 6-3. Một pha bắt ba, Kim một pha bắt cầu vững một rất may mắn của Kim Dak-gak. Vâng, rất đơn giản. Vẫn chưa thể giành điểm. Một pha cầu lật lưới. Điểm pha bắt lượt. Đây là điểm số đang về vạch cân bằng rồi, 7 đều rồi. Cầu rất gắt. Kinh không? Quá đẳng cấp. Điểm 97 cho Hàn Quốc rồi. Sút. Cảm giác cầu quá nhẹ nhàng. Thủ rồi. Rất đơn giản, không biết khi nào bắt đầu pha đánh và thậm chí họ cũng không biết xem ở đâu cơ. Điểm 18. Su. Su đỉnh cầu kìa. Cố làm sao. Đó là cầu cứu người không thể đỡ. Điểm số 11-9, cũng khá căng thẳng đấy chứ. Ôi, thủ cầu rất ảo diệu. Hai nhịp rất nỗ lực. Chút. Không thể vào được. Vẫn còn. Tay vợt đến từ Hàn Quốc có vẻ họ rất hiểu với nhau. Cái lúc này cầm quay. Vẫn còn nhỉ, hay quá nhỉ. Đúng là trận đấu đáng được mong chờ. Điểm cuối cùng họ lại dứt điểm vào lưới. Ngoài sân rất tỉnh táo. Cảm thấy năng lượng hơn rồi. Không còn nữa rồi, vẫn còn kìa. Ly này, đối thủ. Đội chứa đội pha đánh cầu hất cầu, không ra từ 5-10. Không còn nhầm. Yeon-seong đánh cầu ngang rất khó chịu, bắt lưới cũng rất hay luôn. Thôi, hãy chiêm ngưỡng những đường cầu của tay vợt đã từng số 1 thế giới đấy ạ. 19-12. Ok, một pha đập cầu. Trời nó đẹp, dày đẹp. Trông kim đánh lên thì bàn chân mà. Chụp. Người đánh cảnh ngay mà đập cầu vào lưới. Rất hay. Một pha không thèm hồng luôn. Khi một pha được không đỡ được. Dần dần cầu xuyên bắt đầu. Ok, trận đấu thứ nhất kết thúc rất nhẹ nhàng với điểm số 21-15 cho cặp đôi đến từ Hàn Quốc. Vậy là các oppa đang di chuyển về gần máy quay của ông hơn rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy những gương mặt rất nổi tiếng, những gương mặt rất quen thuộc của cầu lông đỉnh cao thế giới và Indonesia. Trận đấu bắt đầu. Một số đầu tiên cho Indonesia. Đỉnh rất để khó khăn. Đẳng cấp nó rất là đẳng cấp, thực sự. Vâng, cố gắng chọn những góc quay đẹp nhất.
Ông đánh giá đây là một trong những quách góc quay ta. Cho biết đi, Capucho ngày trước đánh giải đồng đội châu Á đi anh. Ôi thủ kìa, dã man. Ở ngoài sân. Hay quá. Vâng, chuyến ta còn kém gì đi trong đây. Hay đấy nhờ, bạn dù vỡ rồi. Đây là điểm số 6-1 cho Indonesia. Tuy nhiên, có thể diễn biến của trận đấu này ở trong sân. Như ao, sân cứ chỉ cần. Từ ngày mai thì vòng bán kết trở đi thì rất nhiều các lông thủ từ các tỉnh. Rất đáng tiếc thật. Cắm cầu rất khó nhưng vẫn cứu được kìa. Việt Nam mình còn phải dùng tạ để lấy đôi kia thì lấy đôi ra mắt nhiều hơn. Thủ lưới rất tốt, chân rất dài. Cầu trong sân cũng Nguyễn Việt ạ. Em thấy Du Dion Siêu đánh hay hơn Lee Dương Đèn. Khi nào mà kết thúc vòng đấu ngày hôm nay thì liên đoàn người ta mới sắp. Vâng, thế là cũng đủ được. Vâng, không chia sẻ cho họ cùng xem đấy ạ. Và phát cầu cao tay. Cầu hết rồi. Đó là ý kiến của mình nhá. Bạn có ý kiến khác thì bạn có thể phát biểu. Còn bạn không hài lòng thì nếu bạn không hài lòng và bạn không thích xem live stream này thì bạn cũng có thể hỏi ra ngoài. Điểm số đang là 8-10. Indo vẫn dẫn trước, không còn rồi. Còn khá hơn nha. Rồi không còn nữa. Thời gian từ bây giờ trở đi, mình nghĩ là mọi sẽ vươn lên một cách mạnh mẽ luôn. Tỷ số rất tốt. Bàn tay vợt đến từ... Dion Siêu Ông rất tốt, 20. Còn một khi đấy công thành này. Hay nhờ. Đánh quá, cô tấn công. Tạm luôn tạm. Thủ hay quá nhờ. Vẫn thủ được. Dion Siêu Ông phun thủ. Ô, kìa, ôi, phun thủ. Phun thủ rồi. Dù rất tiếc, ba người tôi yêu thành. Trận trước thì Hàn Quốc không bị gây ba cái vợt rồi. Cho không khí nhà thi đấu nóng lên rất là nhiều. Ok, em sẽ cảm ơn anh Nguyễn Trọng nhá. Trong tuyển vọng của chúng ta, điểm số khá. Tí chỉ việc về gói hàng và mang ra biêu cục gửi cho anh thôi. Màn hình của chúng ta là tay vợt Du Dion Siêu, tay vợt từng xếp hạng số 1 thế giới. Chính là tay vợt đánh cặp với Lee Dong Dae. Quy nhộn. Đây là một pha. Hai tay vợt hàng đầu cầu lông đôi nam Hàn Quốc. Kịch thủ sợ chưa kìa. Thực sự thần tượng của cầu lông đôi nam đang đứng trước mắt chúng ta đây. Chín vòng bán kết nhá, ngày kia sẽ bóng đánh vòng chung kết. Không tin về thi đấu và cung thủ rồi. Ôi, Indo, vẫn còn kìa. Rất bình tĩnh, chết rồi. Bây giờ Jonex cơ hội. Indo Capucho người ạ, Capucho Indo. Ai ui ui ui
Indo. 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 Thủ kìa, sợ. Bọn rất tốt, bọc cho nhau rất tốt. Vì Hùng Nguyên chất lượng vẫn ok đúng không ạ? Hùng chỉ lăn em. Rất gắt. Ở ngoài sân. Nói chất lượng mạng nét, tuy nhiên Hùng đã vừa mới đăng ký mạng trên một quán nữa rồi. Hùng sử dụng đến 3 chiếc điện thoại để làm nhiệm vụ trong trận đấu này, nên mọi người yên tâm. Bán kết và chung kết tại giải đấu này lại là một pha đổ lỗi của Kim Đắc Răng. Vâng, điểm số 4-2 Indo đi kia đúng không? Thế là em phải quay màn hình ngang ra xong em mới ấn được. Xoay màn hình xem có nó có xoay không nào. Ok, Khang Nguyên đó là trợ lý của Hùng nha, bạn Khánh Huyền Nguyên. Mọi người có thể kết bạn với bạn ấy. Bạn ấy một long thủ rất xinh đẹp và đánh cầu rất hay. Em vừa đến từ học viện tài chính. Tay không? Thôi để em cầm cũng được. Cầm kêu cho yên tâm. Cầm. Vâng. Trời ơi, nhẹ nhàng. Hay quá. Ui. Ui, nhanh chưa kìa. Rất xuất sắc. Rất đơn giản cho vì chạy một máy đi mất mạng. Ôi, con đi đi hoa chiêu thủ cấu. Ui giời, xoáy cổ tay kìa. Trong chân. Điểm bao nhiêu là 8 8, 6 đi cả. Ôi, đúng rồi, trận này rất may mắn. Cố vẫn trong à? Duy trì lợi thế dẫn điểm. Rồi, đấu rất nhanh. Indonesia thi đấu với Lee Chiang Huy, Giang Tho Phan, Trung Hoa Đại học, Tài Chính Nguyên, Thi đấu Việt Nam. Và thủ hàng rất tốt. Chúc các trò pha với cầu vừa rồi của Duy Do Chiêu. Ngày ba ơi. Điểm 12-9. Rồi, đổi điểm 10-12 cho cặp đôi Hàn Quốc. Rất thắng. Phạt lừa đối thủ, tuy nhiên trọng tài đã bắt tình huống đó là cao tay. Cao tay à? Hôm nay Angel này. Trời ơi. Rồi, chính xác rồi ạ. Ở ngoài sân, trọng tài xác định đó là một tình huống cầu ngoài sân. Tạo ra cách biệt điểm số nữa không? Rồi. Một pha bắt bài của Du Doan Chiêm. Tuy nhiên trọng tài xác định đó là một pha cầu vượt qua lưới. Cúc khỏ 14 đều. Có vẻ Du Doan Chiêm đang rất... Thôi chưa, mình nhờ người ta. Thôi nhờ một quả được 14 đều. Cora. Chấp nhận quyết định của trọng tài. Cora. Hey. Sau điểm đó là một pha vô cầu vượt qua lưới. Hay quá. Thôi. Đáng tiếc. Yeah. 15 đều. Rất căng thẳng cho đấu thứ ba. Ngày mai thứ bảy
bưu điện con làm đâu. Hay ơi. Rất nhiều thứ. Giả phí nhá. Rất mất công. Cái này thì tao thì Super Seri đâu. Dương còn sẵn còn Samucho đập cầu rất gắt. Cảm ơn Hùng vì đã cho đi ké. Cảm ơn Hùng vì đã hỗ trợ Hùng rất là nhiều. Cảm ơn Hùng rất là nhiều. Vãi Kim đi cạnh nào. Con vẫn còn. Thầy bắt đường ngang kéo. Thầy bắt đường ngang kéo. Hùng là inbox cho Hùng là hai bạn hay là chào bạn hay là gì đó thì Hùng sẽ đồng ý kết bạn này. Sao Muto đập cầu rất căng. Tạ mãi. Ôi, không hiểu gì nhau rồi. Hết, hết, hết. Ôi, mày thế. Anh Dung đâu chưa? Anh Dung 18, 19 rất căng thẳng, 19 đều đi nào. Chết rồi kia. Rồi anh kia. Vẫn còn đứng. Chết sớm thực sự là một tỷ lệ mất tiền rất nhanh chóng. Nói từ để anh sang lại mới. Ba. Ồ ba. Ok, Julio Siêu đang có nhắc nhở trọng tài để gây tâm lý cho đối phương trong tình huống phát cầu ở điểm số quyết định này. Kim Bắc Giang cũng đang rất tập trung. Giải đấu Shibuya Hà Nội thực sự đây là một giải đấu quá khắc nghiệt. Ok, vậy là chúng ta xin chia tay với Oppa về nước rồi. Cặp đôi Indonesia thi đấu một trận đấu quá xuất thần trong khi cặp đôi đến từ Hàn Quốc chia buồn với Julian Siam. Hôm nay Kim Đắc Giang đánh hơi tạ, thực sự là khá tạ. Rất nhiều đường cầu mồi để cho Julian Siam number one. Julian Siam thực sự Julian Siam đã đánh quá hay, bọc lót quá kinh khủng. Nhưng tay vợt Kim Đắc Giang đã thực sự nóng bởi vì anh ta bị dồn cầu vào liên tục. Anh ta có những tình huống tì cầu không tốt, những tình huống tì cầu khá cao và đã rất nhiều lần. Julian Siam đã bọc lót rồi, tuy nhiên không còn cơ hội nữa rồi, sẽ đấu thứ 3. Vâng, một kết quả không ai lường tới. Kim chưa bỏ thứ 2 tay vợt.